Hello, chào các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là chiếc cao cao Honda CRF 150L. Và chiếc xe này tôi mua giá 82 triệu ở trước, lúc trước Tết. Và đến giờ là cũng được khoảng 2 tháng rồi. Và đã chạy được là 2.500 km. Đó, đã thay nhớt 2 lần. Và sau một cái trải nghiệm tương đối là dài như vậy, và đặc biệt là ngày hôm qua tôi có làm một chuyến phượt nhẹ đi thành phố biển Vũng Tàu, Long Hải đó, và có off-road nhẹ trên cát và một số đường xấu, thì ngày hôm nay tôi sẽ review chi tiết, thật sự là chi tiết từng món ở trên chiếc xe này, để các bạn mới mua xe sẽ đánh giá được chính xác chiếc xe của mình có phù hợp với mình hay không. Ok, bắt đầu. Ok, để quay cận cảnh từng món trên chiếc xe thì tôi không sử dụng con GoPro như một số nhiều bạn thường dùng, vì GoPro có một góc rất là rộng, khi mình quay gần cái xe và gần từng chi tiết, ví dụ như bánh xe hay tay lái, thì nó sẽ bị giãn hai bên, nó làm cho cái cảm giác người xem đánh giá không đúng về cái chi tiết và cái hình dáng của cái chiếc xe. Cho nên là tôi sẽ sử dụng cái điện thoại Note 10 Plus này đó, để quay cận cảnh, và tôi không sử dụng gimbal, vì mình quay chi tiết trên xe mà sử dụng gimbal cầm nó mệt lắm đó. Mình không có đưa lại gần hoặc rồi nghiêng ngả đồ á, để quay cái góc nghiêng ngả đồ á, nó hơi bị khó trên cái gimbal, cho nên tôi sử dụng cầm tay như thế này. Đồng thời để các bạn đánh giá luôn chất lượng video và cái khả năng chống rung quang học của cái con Note 10 này, khi mình quay cận cảnh thì nó rung như thế nào. Đầu tiên nhìn tổng quan cái xe thì mình sẽ thấy được cái điều lo ngại nhất là cái chiều cao của yên. Vâng, đây yên. Chiều cao yên rất là cao, 87 cm. Đó, cho nên là nó sẽ là một cái trở ngại rất là lớn cho những bạn nào thấp hơn 1m7. Theo tôi cao 1m68 thì chạy đường trường thì khá là ok. Tuy nhiên nếu mà mình chạy mà đường xấu á, thì thật sự là khó khăn, và tôi không dám làm những cái điều gì khó khăn. Đấy. Còn nếu mà chạy phố á, thì tôi đã từng có những cái thử nghiệm đó, một cô em gái cao 1m61 à, vẫn chạy bình thường. Cho nên các bạn mua xe mà để chơi đi phố á, thì 1m6, 1m65 vẫn chạy được. Nhưng mà nếu như có làm một cái trò gì á, thì tôi nghĩ rằng là phải trên 1m7 thì mình mới yên tâm. Đó là về chiều cao yên. Khoảng sáng gầm. Đấy, vì xe cao nên khoảng sáng gầm rất là cao, lên đến gần 29 cm, cho phép các bạn leo vỉa hè và up-road qua những cái gờ đất đá rất là tiện, an toàn. Bên dưới đây á, là mình nên gắn thêm một cái ốp bảo vệ. Tuy nhiên là giá của nó khá đắt, hình như từ 1.2-1.4 triệu cho cái ốp này. Cho nên là tôi sẽ mua sau. Tiếp tục mình nói về yên. Thì một cái yên rất là đặc trưng của dòng cao cao, kéo dài lên tới tận trên bình xăng đó, và vuốt đằng đằng sau, và không có cái khoảng ngăn cách giữa hai người, cho nên rằng là người chơi ấy, có thể thay đổi cái tư thế ngồi của mình rất là thoải mái, xích lên hoặc xích xuống mà không bị cản trở gì. Và cái thân yên thì nó rất là nhỏ đó, từ đây qua đây nhỏ này, cho nên mình ngồi mình chống chân nó dễ chịu hơn. Tuy nhiên trả giá là khá là đau, ê mông đau đít. Đấy, khá là đau nha các bạn. Nếu ngồi lâu, tôi đi một hành trình dài 100 km thì ê ẩm hết và tê hết cả mông và những bộ phận liên quan. Đó, lâu lâu mình phải đứng lên. Còn yên sau khá nhỏ,
Nếu mà chở bạn gái đi chơi thì chắc chỉ đi dạo phố 5-10 cây số thôi, chứ còn đi xa thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn không thích hợp về cái yên này và cái đồ để chân. Đồ để chân đây, đồ để chân cho người sau, nó nâng lên rất là cao so với lại cái vị trí của truyền thống. Bình thường cái đồ để chân của mình nó nằm dưới đây này, mà bây giờ đưa lên đây, cho nên cái người ngồi sau á, họ phải đưa cái chân lên rất là cao, và khi ngồi thì sẽ không có gọi là nhổm lên để mà xích cái mông của mình qua lại, hoặc là nhổm lên cho nó đỡ tê ấy, thì động tác nó rất là khó vì cái chân nó đưa lên rất là cao. Tiếp theo, cái đồ để chân này nó rất khó chịu, là nếu như có người để chân nó dài nó tới đây đó, và cái chân của người lái ở đây, khi mà dừng đèn đỏ mà dừng lại ấy, thì cái mũi chân, cái mũi giày của người đó sẽ đâm vào chân của mình, làm cho cái chân của mình bị vướng và có thể là bị ngã, suýt ngã, rất là khó chịu về cái đặc thù này. Cho nên đi một mình thì nó dễ, còn đi hai người á, thì người sau á, khi dừng đèn đỏ á, thì nên dời cái chân của mình xích ra đằng sau, chỉ để cái mũi giày lên đây thôi, chứ đừng có để nguyên bàn chân lên, đưa mũi giày lên đây, nó đâm vào chân của người lái. Tiếp theo là khu vực này, thì để mà dắt xe và di dời xe, thường người ta có một cái gì đó để ta nắm. Tuy nhiên xe này không có, rất là bất tiện, cho nên mình dắt xe và quay đầu xe khá là khó chịu. Còn cái dây này thì nó ngắn quá, mình thọt cái tay vào nó cũng không được tốt như là những cái dòng xe phân khối lớn. Tiếp đến mình nói về phần tay lái. Đây, các bạn thấy là mình có một tay lái rất là cao. Tay lái cao và rộng đem lại một cái cảm giác lái rất là sướng, rất là chuẩn, rất là nhẹ. Đồng thời yên cao, cho nên là khi mình ngồi ấy, mình ngồi lái mà chạy xe trên đường ấy, cái cảm giác rất là bệ vệ, rất là cao và quan sát đường rất là tốt. Quan sát đường rất là tốt. Đó, và người ta thấp hơn mình cả một đoạn dài ấy. Tay lái ở đây thì khi mà đường đông á, thì cái tay lái của những cái xe bình thường nằm dưới đây này, cho nên là nó không có vướng khi mình vượt hoặc người ta vượt mình, nó không vướng vào và cảm rất là sướng. Còn về cái kính hậu á thì nó đưa ra ngoài hơi nhiều đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó đưa ra ngoài hơi nhiều, cho nên đúng là nó hơi có bị vướng. Tuy nhiên ưu điểm của nó thì lại là khi nó đưa ra ngoài nhiều thì mình, khi mà mình ngồi lái xe mình quan sát đằng sau rất là ok, rất là tốt, hình như gần như là mình coi được full màn hình luôn. Còn đối với những cái xe bình thường á, là hết một nửa bên này là nó vướng vào cái bả vai của mình, mình quan sát được một nửa, còn xe này là quan sát gần như là hết luôn. Ok, về tay cầm thì cũng bình thường, tuy nhiên là nó không được đẹp về thẩm mỹ lắm, là nó hơi ngắn đó các bạn. Đó, mình cầm cái tay của mình to, mình cầm là nó muốn hết luôn rồi. Cho nên nếu như cái này mà nó dài thêm một tí nữa thì cầm sẽ thoải mái hơn. Đó, và trường hợp của tôi có một cái khó khăn là không biết là phải tại cái xe này không hay là như thế nào, thì cái tay của tôi hơi bị đau khi mình cầm lâu á, thì nó hơi bị đau cái tay. Còn bên tay trái á thì mình không có bị đau, mà mình lại đau bên tay phải, và thậm chí rằng nó đau tới cái cổ tay luôn. Mình ngồi lâu đau cổ tay thì không hiểu lý do tại sao, mà trong khi tôi chạy những xe khác á, thì nó không có bị. Về nút đề này thì bấm một cái nó không có đề liền đâu, mà phải giữ một tí xíu, nó hơi khác những cái xe khác, cho nên là hơi khó chịu. Xe khác mình nhấp đề một cái là nó đề liền. Đó, xe bình thường á, mình nhấp cái là như vậy là nó đề rồi. Còn xe này phải hơi lâu một tí. Đó, nhiều người đề như vậy là rất là khó. Cho nên phải hơi lâu một chút, nhiều người không quen á, phải đề tới lần thứ 3 nó mới chịu nổ. Chịu một giây hay gì đó. Đó, mình phải giữ hơi lâu một chút. Còn về cái công tắc này á, thì cái vị trí on off của nó không có thể hiện rõ ràng, cho nên nhiều khi mình đi lâu là mình vẫn bị nhầm.
là nó đang vị trí ốp mà nhìn cứ tưởng bật rồi ấy. Cho nên là để hai ba cái mình phát hiện ra là mình chưa có bật nó xuống. Mặc dù là tôi đi những cái dòng xe có cái nút đỏ này là nhiều năm rồi. Về phanh trước thì rất là thú vị, rất là nhẹ nhàng, bóp rất là nhẹ và rất là ăn. Đó, một cái đĩa kích thước bao nhiêu đây, khá là thời trang, nó không có tròn như xe khác mà có cắt vát nhọn như vậy, cho nên là nhìn rất là đẹp. Đấy, cái phanh trước nó rất là ăn, mặc dù là nó chỉ có hai bít tông thôi, nhưng mà tôi rất hài lòng với cái phanh này, rất là ăn. Thì nói về phanh thì mình nói luôn về cặp phục upside down này, cặp upside down cao cấp của hãng Showa, rất là đắt tiền. Đó, thì cái hành trình của nó rất là dài, tới 25 cm, cho nên rằng là nhún rất là phê. Tuy nhiên rằng là nếu các bạn chơi địa hình thì nó mới có hiệu quả, còn mình đi bình thường á mà mình bóp á, nó gục cái đầu xe xuống rất là khó chịu, không quen khi mà mình đi phố nó gục xuống. Về cái chắn bùn này, đó, cái chắn bùn này thường những cái xe dòng địa hình rồi này nọ thì nó hay có những cái chắn bùn để tránh đất đá văng vào, bùn đất văng vào. Đó, thì nhìn nó cũng không có được đẹp lắm, nó không có xô được cái này ra, nhưng mà nó hiệu quả, nó bảo vệ không có bị đất đá văng vào dơ bẩn và làm móp cái trục này của mình. Cái trục này mà bị đất đá văng vào thì nó sẽ hỏng và thiệt hại của nó là lên tới hàng chục triệu à. Hình như hiện giờ chưa có phụ tùng để thay. Đấy, Showa rất là đường cắt tiện phay, rất là đẹp. Về cái công tắc thì nó nằm vị trí này thì tôi thấy cũng ổn, tuy nhiên là cảm giác nó hơi chật chội một tí. Đó, bật lên. Đó, đồng hồ hiển thị khởi động cũng là khá nhanh. Đây là một cái đồng hồ dành cho xe địa hình, cho nên rằng là kích thước của nó nhỏ gọn và chỉ là trắng đen thôi. Nó chỉ cung cấp cho mình một số những cái thông tin tối cần thiết. Không có đồng hồ tua, không có tua máy, không báo số. Đó, nó chỉ có km, báo xăng và total. Tổng cộng nó tôi đi 2.500 m này. Đó, và nó cũng có chip A, chip B để phục vụ cho những chuyến hành trình của mình. Đồng hồ này tôi cảm thấy thú vị là đi ban ngày á, như các bạn đang quay này, tôi đang đứng ngoài nắng này, nhưng mà nhìn nó rất là rõ, nhìn rất là rõ. Và ban đêm á, thì cái đèn của nó là màu đỏ đỏ, cũng vừa đủ nhìn, không có quá sáng như những xe khác thể gây chói mắt cho mình. Đó, có báo pha, có báo xa, có bát sinh. Đấy, do những dòng địa hình thì người lái á, không cần quan tâm tới cái này nhiều lắm, tại vì mình đội mũ cào cào á, cho nên cái cầm nó đưa ra nó che mất đồng hồ của mình rồi, cho nên là người chơi chỉ cảm nhận tay ga và cảm nhận lực số thôi, chứ không có nhìn đồng hồ được do vướng cái cầm, và cũng không ai quan tâm cái chuyện đó, tại vì trình mình cao rồi, tua máy và số bao nhiêu mình tự cảm nhận được. Thì theo tôi đánh giá thì chiếc này thiết kế rất là hợp lý. Nhiều người có thắc mắc là không số, không tua này kia, nhưng mà tôi nghĩ là không cần, theo đúng phong cách. Bên trái đây đó, những cái nút pha cốt rồi passing kèn, thì những cái này thì họ thiết kế mặt thẩm mỹ để mình nhìn từ trên xuống mình thấy hết những cái nút này, nhưng mà thực tế khi mình sử dụng mình chạy á, tay mình như thế này mà để mà đưa được cái ngón cái lên trên này á, tôi thấy hơi bị vất vả. Cho nên nếu như mà cái cục này em có thể xoay được á, thì tôi sẽ xoay cái cục này úp nó xuống một chút, tức là cái nút pha thì đây nó sẽ tới đây này, và cái nút này nó tụt đây, để cái con cái mình sử dụng dễ dàng hơn là như thế này, đưa cái tay nó rất khó khăn. Đó, cái nút passing nằm ở đây thì nó tiết kiệm nhưng mà khó sử dụng, nếu mà nó nằm ở trước đây như một số khe thì ok hơn nhiều. Tiếp theo là côn. Côn này tôi rất thích, tại vì bóp nó rất là nhẹ, đi đường kẹt xe này kia là bóp không hề cảm thấy đau tay, mỏi tay.
côn này phù hợp với các bạn nữ luôn, hoặc là những cái bạn có bàn tay nhỏ, bóp nhẹ nhàng và gần. Thì nói về côn, mình sẽ nói luôn tới phần số. Đây là cái cần số này. Số qua rất là nhẹ. Đó. Qua số rất là nhẹ. Nhưng với một điều kiện là các bạn phải bóp côn. Còn nếu các bạn nào có thói quen mà qua số sống, qua số 3, 4, 5 mà số sống, thì mình không bóp côn thì nó hơi bị nặng. Hơi bị nặng nha. Cho nên là nhiều khi mình bị hụt, hụt chân. Còn nếu bóp côn thì bình thường. Hơi tiếc khoản này. Đồ để chân đó, có chống đổ đó, và có cao su ở đây. Thì nếu mình đi off road nặng thì mình tháo cái cao su này, mình cất đi để sử dụng những cái viền sắt này cho nó chắc ăn. Mình đứng đế đế giày mình lên đây sẽ ok hơn. Cái cần số này, cái khoảng cách này tôi thấy nó hơi ngắn này. Nếu như mình mang một đôi giày mà to đấy, đôi giày to như thế này, thì vấn đề với cái mũi giày nó bự này, thì tôi cảm thấy là móc số nó hơi khó khăn hơn. Nếu như nó dài hơn một tí, và tôi sẽ chỉnh cho cái cần này nó thấp xuống một chút đó, để khi mình để chân mình móc số nó thoải mái hơn đó. Còn bây giờ thì mình luồn cái mũi giày xuống nó hơi bị khó. Bộ nhông xiên dĩa, xe mới rửa rồi hôm qua, chạy trên cát này đó, cát dính đầy sên luôn. Lát nữa mình sẽ vệ sinh sên. Cặp phục sau rất là êm, vừa ý, không có gì để nói cả. Tuy nhiên là nó hơi mềm á, cho nên bạn nào nặng khoảng độ 85-90 kg ngồi lên là nó, cái xe nó thấp xuống luôn. Ok, cặp bánh gai. Mình sẽ nói về cặp bánh gai này. Thì bánh gai này chạy để off-road là điều đương nhiên rồi, và nhìn nó đẹp, rất là ngầu, phong cách. Tuy nhiên rằng là đi trên đường phố và chạy ở tốc độ cao khoảng độ 70 thì tôi cảm thấy không được yên tâm lắm. Nó hơi bị tưng, hơi bị trơn trượt và không được bám đường. Cho nên rằng là mình đi một cái chặng đường 100 km trên một cái đường nhựa bình thường, chỉ để tới nơi off-road chơi một chút xíu, vài cây số, thì cũng hơi tiếc. Đó, mình nó hành hạ mình một chặng đường dài để cuối cùng mới sử dụng một đoạn. Thì nói chung là thôi, chơi thì chấp nhận thôi. Còn những người chuyên nghiệp thì họ có xe bán tải họ chở đi thì mình không nói. Nhiều bạn nói là nên thay cái lốp trơn để biến lại thành cái chiếc Super Moto. Đó, nhưng mà mình thay cặp lốp vào rất là phí tiền và nó mất đi cái phong cách của xe. Cho nên thôi, cứ để đi rồi từ từ rồi tính. Nó gà dán khác rồi. Đấy. Phanh sau rất tuyệt vời. Ok. Thắng rất ăn, rất đã, không có gì để phàn nàn cả. Đó, không bị phàn nàn. Đó, cái càng này. Đó, tôi đang tính chỉnh cái càng thắng này cho nó thấp xuống đây một chút. Đó, mình để chân lên nó hơi bị ngửa, cổ chân mình lên nó hơi mỏi ấy. Đó, cho nên là lát nữa mình sẽ chỉnh cái thắng này cho nó thấp xuống đây này. Từ đây thấp đây thì nó sẽ dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn là cái độ cao này. Bô zin. Vâng, đã xe này đã độ cái bô. Đây, độ cái bô thì đã có cái clip về độ bô á. Carbon. Thì bô này là 2,5 triệu carbon. Nghe tiếng rất là phê, vừa ý. Và cái kiểu dáng hình quả chuối này nó cũng phù hợp với cái xe. Tuy nhiên là có cái cổ bô này nó hơi xấu một chút. Nó hơi to, nó hơi cong. Đó, nếu có điều kiện thì mình sẽ làm lại cái cổ bô khác cho nó phù hợp hơn. Thì một chiếc xe đời 2019. Tuy nhiên rằng là hệ thống đèn thì không có LED, mà vẫn là halogen truyền thống. Hơi tiếc. Và đèn này là đèn màu vàng. Đó. Cho nên là rất là ăn đường. Tuy nhiên nó không được sáng lắm, nhưng mà vừa đủ đi cho mình đi ở cái tốc độ dưới 70.
Nếu các bạn đi nhanh hơn thì cần phải độ thêm dàn đèn. Đó, đèn vàng nó sẽ phù hợp cho những cái chuyến leo núi, những cái nơi cung đường về sương mù và mây. Đó, nó sẽ ăn đường hơn. Đèn xi nhan. Đèn halogen luôn, cũng vừa đủ. Nói chung về đèn thì tôi chưa có nhu cầu gì để độ thêm. Tiếp theo là cái phần chính của chiếc xe, đó là cái động cơ 150cc này. Đó, thì theo cảm nhận của tôi thì nó hơi yếu so với là những xe có cùng phân khối ở những cái dòng underbore. Cho nên rằng là chiếc này chạy đường trường thì không ngon bằng, không đã bằng. Tuy nhiên là những lợi thế của nó về vòng tua máy cao, rồi mô men xoắn lớn thì thôi mình không bàn. Nhưng mà mình đi bình thường thì nó không bằng những xe kia, cho nên hơi tiếc. Đó, và hệ thống phun xăng điện tử. Xe này phun xăng điện tử rất là tiết kiệm. Thì lúc trước khi mà chưa có độ cái bô này á, thì tôi quên đi không test cái xăng là bao nhiêu. Bô zin thì không biết rằng là tiêu thụ xăng như thế nào. Nhưng mà sau khi mình làm cái bô này rồi thì tôi có test thử. Thì sau khi mà cân đong đo đếm thì sẽ nhận được một kết quả là đổ 100.000 xăng khoảng 5 lít ấy, thì chạy được 250 cây. Khá là tiết kiệm. Tức là tương đương 50 km trong 1 lít xăng. Tôi khá bất ngờ với con số này. Lúc trước mình chỉ hy vọng nó khoảng độ 40 km trong 1 lít xăng thôi. Nhưng mà thực tế được tới 50 km cho 1 lít xăng. Rất là ưng ý. Đó, để tôi test lại lần nữa xem kết quả có đúng hay không. Đấy, bình xăng dung tích thì chỉ có 7 lít thôi, hơi ít. Đó, nhưng mà với 7 lít thì mình có thể đi được một cái chặng đường liên tục là 5 lần 7 là 350 cây. Đó, đủ để đi Đà Lạt một chuyến, một lượt đi mà không phải đổ xăng. Nắp xăng này mở hơi bị khó, hơi bị cứng. Ấn xuống nó không có được êm ái như là một số loại xe khác. Đậy nắp lại nó hơi khó đậy. Và cái nắp xăng thì quá to. Nếu nó nhỏ một chút nữa thì đẹp hơn. Hiện tại mua xe vào thời điểm tháng 1 và bây giờ là cuối tháng 2 thì đang là mùa nắng, ở Sài Gòn đang là mùa nắng. Cho nên là mình chưa có đi mưa chuyến nào. Không biết rằng là với một cái dè trước như thế này đó, thì bùn đất nước nó văng lên ướt hết hàng quần mình hay không. Và nguyên cái máy này chắc là sẽ là bẩn hết. Chơi với dòng này là phải chấp nhận đau thương rồi các bạn ơi. Về sau thì có vẻ tương đối ổn. Đó, tuy nhiên rằng là trong tương lai gần tôi sẽ cắt đuôi. Đó, mình sẽ cắt cái đuôi này gọn lại. Đó, và cái đèn đuôi này mình sẽ làm nhỏ lại. Đó, thì lúc đó nó còn bắn kinh khủng nữa. Sẽ lắp bảng số xếp vào đây. Ok, giới thiệu các bạn, đây là bạn Đoàn Kinh Quốc. Hello các bạn. Chủ nhân của chiếc xe. Bạn Quốc năm nay 18 tuổi, mới đi xe được 2 tháng. Và bây giờ bạn Quốc sẽ có vài phút cảm nhận về chiếc xe này. Cảm nhận của mình từ lúc mới mua xe tới giờ thì nói về cảm nhận trước đó thì lúc trước còn chạy cây Bujin á, thì mình cảm thấy chạy nó hơi hiền. Giờ mình thay bô này thì mình thấy nó chạy lực hơn. Với sau gần 2 tháng mình chạy chiếc cào cào Honda CRF này thì mình thấy cái ga nó kiểu mình cảm nhận được xe mình, mình làm quen được chiếc xe thì mình tự tin hơn. Lúc trước mình không dám dặn ga mạnh cái kiểu, nhưng giờ kiểu như mình chạy quen á, mình kiểu như mình dám làm chủ xe hơn, mình qua số linh hoạt rồi chạy, nói chung là tự tin thoải mái hơn.
và mình có nhiều cái cảm nhận riêng là nó vẫn gọi là khá là cồng kềnh đối với mình khi mà dắt xe lên lề xuống lề các kiểu. Mình chỉ khó chịu là cái gương nó hơi bự thôi, tại mình chạy vô, nói chung là khó khăn của mình lúc mà mình chạy vào cái chỗ nói chung là kẹt xe đông á thì mình vẫn chạy bình thường, mình vẫn chống ok đi, nhưng mà nó hơi bị dướng hay này, nó dài, của nó còn dài hơn cái phần tay lái mình nữa, bởi nhiều lúc mình phải gấp vô, nhưng mà được cái nó coi đường rất là ok, giống nãy cảm nhận của ba mình nói. Nói tóm lại là mua cái xe này có hối tiếc gì không? Cũng hối tiếc gì lắm. Nói chung là một phần là cũng rất là thích chạy cào cào, nhưng mà chưa, nói chung là mình chưa có cảm nhận đi chiếc này xa hơn được. Chỉ mới từ đây xuống dưới Biên Hòa thôi. Bởi trời, mình cũng chưa chạy đường xấu nhiều, bởi vì mình chưa cảm nhận được cái khả năng khi mà mình chạy chiếc cào cào này. Ví chẳng hạn như đi mấy cái đường có thể là bập bềnh hơn, hay là đường xấu hơn, lên lề xuống lề, hay gặp hố gà. Tức là nếu bây giờ đưa lại cho 82 triệu thì có mua không? Hay là mua xe khác? Đưa lại cho 82 triệu thì có đổi xe khác không? Hay là vẫn giữ nguyên xe này? Chắc vẫn đi xe này chứ. Tại chứ khác thì tao cái phần chạy nhìn nó ngầu hơn chứ. Chứ giờ nếu mà đưa, nếu mà ví dụ đưa con 82 triệu con cũng không biết chọn xe gì. Như vậy thì nó chọn Winner sẽ chia chạy cho dễ thì không, thì công nhận dễ thiệt. Chạy nó cũng lứa tuổi teen thì chạy với chứ nó cũng, nói chung là vừa dặn đối với mình, nhưng mà kiểu mình thấy nhiều người chạy nhiều rồi, mình cũng không thích lắm. Ok, vậy là nãy giờ các bạn đã nghe cảm nhận của bạn Quốc, chủ xe. Kết quả rằng là sau 2 tháng chạy, nếu bây giờ hỏi có đổi xe không thì nhất định là không. Nếu ai có mua lại 82 triệu cũng không bán luôn, tại vì cầm số tiền đó cũng không biết mua xe gì. Điều đó chứng nên rằng là điều đó chứng tỏ rằng là bạn Quốc rất hài lòng với chiếc xe này. Đúng không bạn Quốc? Ok, chào các bạn. Bye bye. Ok. Thì đó là tất cả những cái đánh giá của tôi sau khi trải nghiệm 2 tháng trên một cái hành trình là 2.500m về chiếc xe này. Nếu các bạn cảm thấy thích về tốc độ thì đây, chiếc xe này hoàn toàn không phù hợp. Đây là xe địa hình, cho nên mình chơi phong cách. Còn nếu mà để đi làm hàng ngày thì chiều cao nó rất là cao và rất là mệt mỏi khi mà mình phải dừng xe lại. Và tốc độ thì chiếc xe này tôi đã test rồi, thì hết ga hết số thì lên được 100 cũng là vất vả rồi, không thể nào chạy nhanh hơn 100 được đâu. Tuy nhiên là nếu như mình đường có dài rồi mình ngâm rồi mình chạy có kỹ năng này kia thì cũng có thể lên tới 105 hay 110 thì cũng người test như vậy. Nhưng mà điều đó rất khó có thể thực hiện được. Còn thông thường, mình chạy thông thường thì để lên được 100 là hơi vất vả đấy. Tóm lại là mình đã mua xe rồi, đi bình thường thì nhiều, off-road thì ít, cho nên là tôi cũng không cảm thấy hối tiếc gì đó. Khi mà mình đầu tư một con xe như thế này thì cũng nói rõ là chiếc xe này tôi mua thằng con trai của tôi 18 tuổi cho nó chơi, còn mình chỉ là đi ké thôi. Nhưng mà mình đi ké, mình đi nhiều hơn. Thứ bảy nhật đi chơi thì chắc là giai đoạn đầu để mà test xe thôi. Đó. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video clip lần sau. Nếu các bạn có bình luận góp ý gì, xin hãy bình luận ở dưới bên dưới mô tả. Chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm. Bye bye.